trong năm nay đội tuyển Anh có ưu điểm và nhược điểm như sau. Ưu điểm là đội hình rất là trẻ, và vì đội hình trẻ nên các cầu thủ không bị tâm lý quá nặng nề là phải được cái này được cái kia như là những cái lứa cầu thủ ngôi sao trước đây. Và cái ưu điểm thứ hai là cái phẩm chất thủ lĩnh của Harry Kane thể hiện rất là rõ trong những trận đấu vừa qua. Mặc dù rất là trẻ nhưng mà anh đã thủ dẫn dắt lối chơi của đội tuyển Anh rất là tốt. Và cái thứ ba là hiện tại đội tuyển Anh đang sở hữu rất là nhiều cầu thủ trẻ mà có khả năng gây được đột biến như là Lingard hay là Marcus Rashford. Thì đây là những cầu thủ mà tôi nghĩ có thể là sẽ tỏa sáng ở những cái trận cầu mà quan trọng. Theo tiên, tuyển Anh với những cầu thủ trẻ chưa có va chạm ở những sân chơi lớn như là World Cup có thể là chơi ở câu lạc bộ rất là tốt, nhưng mà World Cup lại là một cái thế trận hoàn toàn khác. Thì ngoài Harry Kane thể hiện được cái bản lĩnh sân cỏ ra thì các cầu thủ trẻ khác thì cũng còn đang chưa thể hiện được hết sức mình. Thì theo tiên, đội tuyển Anh hiện tại cần việc đầu tiên là phải có sự lì lợm của đội tuyển Đức trước đây, không phải đội tuyển Đức hiện tại, và một cái sự mà sẵn sàng đối đầu, không sợ đối đầu như Brazil trước đây. Nếu có được hai yếu tố đó và cái tinh thần của các cầu thủ không biết sợ thì tôi nghĩ là với cái lứa cầu thủ trẻ này sẽ làm nên chuyện cho đội tuyển Anh. Nếu mà nói cầu thủ trẻ đáng xem nhất thì chắc tiên phải nói đến những cầu thủ trẻ của Manchester United, bởi vì tiên là fan của Manchester United. Thì có hai cầu thủ mà tiên thích đó là Lingard và Rashford. Thì Lingard, chúng ta có thể thấy là cái bàn thắng của anh trong cái trận vừa rồi của tuyển Anh thì rất là tuyệt vời. Harry Kane có thể là vua phá lưới của mùa giải này vì rất là nhiều bàn thắng anh đã ghi trong trận đó vừa qua, đặc biệt là trận anh thắng Panama 6-1. Tuy nhiên những bàn thắng của Harry Kane đối với tiên thì chưa thực sự đã. Nếu anh là vua phá lưới về số lượng bàn thắng thì chấp nhận, nhưng mà nếu mà về nói về chất lượng bàn thắng thì cái bàn thắng của Lingard để lại cho tiên nhiều ấn tượng nhất. Và Marcus Rashford thì tiên nghĩ là đây là một cầu thủ có thể thay ngược đổi được tình thế trong những cái trường hợp mà đội tuyển Anh bế tắc và cần bàn thắng, thì Marcus Rashford sẽ là một sự lựa chọn số 1 của huấn luyện viên Solskjaer trên hàng công. Theo tiên là như vậy. Tiên nghĩ là tuyển Anh sẽ vào sâu World Cup năm nay vì chưa bao giờ mà tiên có niềm tin vào tuyển Anh có thể bứt phá như là năm nay. Thứ nhất là khi mà những ông lớn đã trượt chân như là Đức ngày hôm qua, một cái thất bại rất là cay đắng của tuyển Đức. Và khi Brazil và Argentina, mọi người, cả hai đội bóng đều rất là vất vả để tìm lại những cái chiến thắng. Thì tuyển Anh với cái hai trận thắng rất là dễ dàng, mặc dù là trong một đội, trong một cái bảng là gọi là dễ thở, nhưng mà những cái cầu thủ trẻ hiện tại không mang cho mình những cái tâm lý phải chiến thắng như là những cái đàn anh trước đây. Họ ra sân thoải mái hơn và tập thể nó đồng đều, không có ngôi sao, không có những ngôi sao quá lớn như là Michael Owen, Frank Lampard, John Terry trước đây. Những ngôi sao lớn thì trong đội hình nó đồng đều hơn và các tuyến gắn kết với nhau chặt chẽ hơn, nên tôi nghĩ là tuyển Anh với cái đội hình trẻ này sẽ làm nên lịch sử. Có thể là sẽ không vô địch được vì còn thiếu một chút bản lĩnh của một đội bóng mà tôi nói là lì lợm như Đức trước đây hay là không hoảng sợ như Brazil trước đây, nhưng mà đây sẽ là một đội bóng có thể tiến sâu vào bên trong, vào bên trong. Okay, xin được cảm ơn tiên. Tuyệt vời. Tuyệt vời.